Và kính thưa quý vị, Công an Hà Nội đã bố ráp hàng loạt những tiệm cầm đồ tin từ Hà Nội. Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành một chiến dịch kiểm tra và bố ráp tất cả các tiệm cầm đồ, cơ sở cố vấn tài chính, nhóm cũng như những cá nhân kinh doanh tài chính có phép hoặc là không có phép đang hoạt động trong phạm vi thành phố. Báo Dân Việt đưa tin, chiến dịch bố ráp tiệm cầm đồ thực hiện theo kế hoạch 231 và được phát động từ hôm thứ Sáu tuần trước khi phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội thiếu tướng Đinh Văn Toản gửi chỉ thị cho mọi phòng nghiệp vụ Công an các quận, huyện, thị xã về việc kiểm tra hoạt động các tổ chức tín dụng đen. Công an Hà Nội cho biết rằng tội phạm hình sự trong thành phố này gia tăng đáng kể từ giữa năm 2016, đặc biệt là tội phạm có liên quan tới các tổ chức tín dụng đen. Ngoài việc tìm ra và xóa bỏ những tiệm cầm đồ đang hoạt động trái phép. Công an thành phố Hà Nội còn nêu vấn đề nghiêm trị những công viên nào bảo kê cho các hoạt động tín dụng đen. Theo truyền thông ở trong nước, hiện tượng tín dụng đen không phải là vấn đề riêng tại thành phố Hà Nội mà đang diễn ra từ Bắc vào Nam. Ngoài những tiệm cầm đồ, các nhóm này còn kinh doanh dưới hình thức cho vay với lãi suất cắt cổ, đòi nợ, siết nợ kiểu xã hội đen. Tại nhiều tỉnh thành, ngay chính những viên chức chính quyền công an viên đảng viên cũng đã trở thành khách hàng của các tổ chức tín dụng đen khi mang sổ đỏ thẻ ngành hoặc là thẻ đảng đi cầm cố để vay tiền